Đây, bao nguyên zin nội thất của em nó có nhá. Đây, bát 40, từ chính xác là từ 23 côn 100. Ở đây là bát 40 đây các bác. Đấy. B3. Đấy, hàng xịn sò các bác nhá. Đấy, nguyên zin hết. Đấy, hàng nguyên zin này các bác. Đây à, bát 40. Đấy. Đấy, cổ keo của em nó này các bác này. Đấy. Đấy, hàng bao nguyên zin các bác nhá. Đấy, bao nguyên zin này. Ây da. Bác quá lặng. Đấy, cái mã 11, cái mã S115 này sử dụng 2 phân tần các bác nhá. 2 phân tần, 1 phân tần nó tép. À, phân tần trên là sử dụng cho loa bát. Đấy, 2 phân tần. Đấy. Hàng khủng long các bác nhá. Đấy. Tiêu âm thì vẫn là đặc trưng màu lông chuột. Đấy, từ của tép sử dụng từ 17 côn 5 côn 76 các nhá. Đây. Từ 17 côn 76. Anh bao nguyên zin hết cho anh em cặp loa ở B3 với kép S115. Đây. Cổ keo của nó đây các bác. Đấy. Zin nguyên bản nhá, hàng bãi zin nguyên bản này. À. Đây, màng rất mới nhá. À, 2 phân tần, một luôn phân tần dành cho loa tép và một phân tần loa bát. À, đấy. Vâng, 18 triệu. Đấy. Bác nào có nhu cầu gặp loa B3 về kép S115 này liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918 249 265. Đấy, và địa chỉ bên em tại Thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Rồi, xin chào các bác, tạm biệt các bác và anh em. Xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại.